xưởng Honda Vision cá tính siêu hiếm tại Weibo. Anh chị em nào săn Honda Vision cá tính liên hệ với Weibo em nha. Có hỗ trợ mua trả góp, trả trước là 0 đồng. Honda Vision phiên bản cá tính vừa mới hôm qua về, hôm nay đã về với khách rồi ạ. Không có nhiều đâu ạ. Mỗi lần về chỉ được 1-2 xe vi cá tính thôi. Mấy ngày mới về một xe. Không phải là ngày nào cũng về ạ. Đẹp không tí vết luôn.